Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống COVID-19, cán bộ y tế trên tuyến đầu là lực lượng đóng vai trò quan trọng và cũng là những người chịu nhiều gian nan và vất vả nhất. Đây là những người không ngại xông pha vào các điểm nóng, thức thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm. Đúng như vậy thưa quý vị, hàng ngày thì mỗi người phải tiếp xúc và hoàn thành hàng ngàn mẫu xét nghiệm để phục vụ cho chiến dịch truy vết thần tốc, phát hiện ca bệnh kịp thời. Nhiều người trong số họ đã phải xa gia đình, miệt mài, quay cuồng trong nhịp công việc ấy từ nhiều tuần nay. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng nhìn lại những vất vả hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch trong câu chuyện Ai thế nào vì sao. Cũng như nhiều y bác sĩ khác của Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đã hơn 3 tuần nay, bác sĩ Nguyễn Đức Dũng chưa được về nhà. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm, bác sĩ Dũng và các đồng nghiệp của mình vẫn luôn xông pha vào các điểm dịch, miệt mài lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, kịp thời truy vết, phát hiện ca bệnh. Chúng tôi gần như là từ đợt dịch đầu tiên, khi mà bắt đầu dịch bùng phát bên Thuận Thành, chúng tôi đã luôn liên tục cử cán bộ, trong đó có tôi, để sang hỗ trợ và giúp đỡ bên huyện bạn. Sau đó thì đợt dịch bên Quế Võ của mình bùng phát thì gần như là chúng tôi cũng đêm quên ăn, ngày quên ngủ, làm liên tục, cũng chưa có thời gian về nhà. Thật sự là nó cái áp lực nó cũng rất là lớn, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ vợ con. Đấy. Nhưng mà anh em vẫn luôn luôn động viên nhau, các lãnh đạo từ các cấp vẫn luôn luôn động viên anh em. Kể cả các cháu công nhân cho đến những bà con nhân dân đều là biết rằng là cái công việc của các bác sĩ quá vất vả, mà cái sự nhiệt tình của các bác sĩ mang đến cho người dân là phải nói là rất chi là tốt. Người dân thì người ta biết là tốt đấy, nhưng mà người ta cũng chẳng biết cảm ơn bằng cái cách gì. Thực sự ra mà nói là như thế, người ta chỉ biết nói là các bác sĩ quá nhiệt tình. Còn đối với các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, thời gian được tăng cường cho Bắc Ninh chống dịch là những tháng ngày không thể nào quên. Bởi đây không chỉ là thử thách để tôi luyện bản lĩnh nghề trong môi trường làm việc khắc nghiệt, mà còn là chuyến thực tế ý nghĩa nhất đối với các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ở Bắc Ninh hiện tại thì thời tiết rất là nóng, nên là bọn em sẽ tập trung chủ yếu lấy vào buổi tối để giảm nhiệt độ. Và nhưng mà trong khi đấy thì trong khi mà chúng em làm nhiệm vụ thì phải mặc những cái bộ quần áo rất là kín để bảo vệ cho bản thân mình và những người xung quanh, thì trong khi mặc đấy thì nhiệt độ sẽ rất là cao. Nó rất là khó khăn, nhưng mà đây là một cái trải nghiệm mà em nghĩ là nó là một cái trải nghiệm mà để cho bọn em vừa có kỹ năng cho công việc, nhưng mà lại vừa có những cái trải nghiệm cho cuộc sống rồi nay mai đi ra trường đi làm hơn. Cuộc chiến với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung vẫn chưa có hồi kết. Thế nhưng, những chiến sĩ áo trắng vẫn không hề nao núng. Họ vẫn luôn vững vàng, kiên cường ở nơi tuyến đầu, ngay trong tâm dịch, chấp nhận nguy hiểm, vượt mọi gian khổ để làm tròn sứ mệnh cao cả là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.